thưa quý vị tiếp tục chương trình là phản ánh của người dân tại khu vực quận cầu giấy thành phố hà nội về tình trạng rác thải chất thành đóng tại vỉa hè tại khu vực đường phạm hùng đối diện với đình làng cổng làng đình thôn thuộc mỹ đình một quận nam từ liêm không được dọn dẹp gây ô nhiễm môi trường cũng như mất mỹ quan đô thị mời quý vị cùng theo dõi phản ánh ngay sau đây cụ thể thời gian gần đây điểm hè phố phạm hùng bên ngoài khu dự án công viên cầu giấy rác thải được người dân vứt bỏ chất thành đống không được xử lý dọn dẹp thực trạng trên khiến cho nhiều người lưu thông qua khu vực tuyến đường phạm hùng ngày càng phải chịu cảnh mùi hôi thối ô nhiễm phát ra từ đống rác trên điều đáng nói là hàng ngày người dân vô tư xả thải ra điểm tập kết mà không hề có ý thức bảo vệ vệ sinh môi trường cũng như đảm bảo mỹ quan đô thị hè phố Trước thực trạng trên, khán giả mong muốn các cơ quan chức năng về môi trường thuộc hai quận là quận Nam Từ Liêm và quận Cầu Giấy cần kiểm tra xử lý, đảm bảo môi trường xanh, sạch cho tuyến đường, đồng thời đảm bảo môi trường sống trong lành, không có ô nhiễm cho người dân thủ đô. Thưa quý vị, ngoài ra thì chúng tôi cũng mong muốn nhận được nhiều câu hỏi, nhiều thắc mắc của quý vị hơn nữa. Khi mà quý vị có bất kỳ vấn đề gì thì quý vị cũng có thể gửi về cho chúng tôi thông qua địa chỉ là tầng 7 tòa nhà VTC 23 Lạc Trung của kênh VTC 9. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có số hotline đó chính là 090 1812999 hoặc là thông qua địa chỉ mail là vtc 9 đường dây nóng a vtc gov vn và thông tin này thì cũng khép lại thời lượng phát sóng của chúng tôi trên nền tảng trực tuyến của kênh youtube vtc 9.